Công Nghĩa mến chào tất cả quý vị khán giả đã đến với Skybook Radio. Ngày hôm nay thì Công Nghĩa sẽ mang tới cho tất cả quý vị và các bạn một quyển sách mang tên Mặc kệ thiên hạ sống như người Nhật, tác giả Baji Tamagawa. Cuốn sách đã bán hơn 100.000 bản in và giúp các bạn trẻ gạt bỏ đi hết định kiến của xã hội, sống tự do và sống với là chính mình. Còn bây giờ thì mời tất cả quý vị và các bạn mình cùng lắng nghe nha. Lời tựa: nếu bạn định than thở mình mệt quá, hay mình cảm thấy bị tổn thương rồi chờ mong một ai đó xoa dịu, thì đừng nên làm như vậy. Tại sao ư? Bởi vì điều đó không những không thể giúp bạn giải quyết được nỗi khổ của bản thân, mà còn cứa sâu thêm vào những nỗi đau ấy. Mọi người vẫn thường nói nỗi buồn vô hạn, muộn phiền đâu dễ dàng buông tha cho chúng ta. Thế nên khi khổ đau dần dần tích tụ, chúng ta thường tìm kiếm sự an ủi nào đó một cách vô thức. Tôi từng bị chồng bạo hành, mắc chứng trầm cảm, ly hôn, thậm chí còn bị lừa đảo. Hơn ai hết, tôi hiểu cảm giác chờ mong ai đó an ủi, bởi chính tôi cũng từng chìm đắm trong suy nghĩ ấy. Thế nhưng bạn càng làm như vậy, tâm hồn bạn càng đau đớn và rạn nứt. Sau này tôi học được cách tự vực bản thân dậy, đồng thời với tư cách là một nhà tâm lý học, tôi đã điều chỉnh tâm lý cho hơn 30.000 người. Vậy nên, mọi vấn đề đều có cách tháo gỡ. Bất cứ ai cũng có thể tự giải quyết phiền muộn của mình. Điều này còn tùy thuộc vào việc bạn muốn hay không. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi gia nhập lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản. Khi đã trải qua tất cả những thời điểm khó khăn, tôi trở thành chuyên viên tư vấn tâm lý đầu tiên tại quân đội. Hàng ngày tôi phải tiếp xúc và đối mặt với các đồng đội luôn trong tình trạng mệt mỏi rã rời cả cơ thể lẫn tinh thần vì những đợt huấn luyện nghiêm khắc. Những người tìm đến tôi với mong muốn được an ủi vì vẫn mắc kẹt trong vấn đề của mình. Trong khi đó, những ai tìm đến tôi để trò chuyện, nghĩ cách gỡ bỏ vấn đề thì lại có thể giải quyết vấn đề một cách triệt để. Tại sao họ làm được điều đó? Câu trả lời rất đơn giản. Vấn đề của mỗi người có xu hướng vận động khác nhau. Tuy nhiên, có thể nói hầu hết các vấn đề đều phát sinh từ một nguyên nhân duy nhất và chắc chắn sẽ có phương án giải quyết phù hợp. Vì thế, chỉ cần tìm ra điều đó, phiền muộn sẽ tự nhiên biến mất từ lúc nào mà chính bạn cũng không hay. Vậy, nguyên nhân ấy có thể là gì? Đáp án chính là quan điểm của người khác. Bởi bạn quá để tâm đến cái nhìn của người xung quanh và sống theo chuẩn mực mà họ đặt ra thay vì quan điểm của chính bản thân mình. Những tiêu chuẩn và đánh giá từ một người khác đối với bạn sẽ khiến bạn trở nên lo lắng. Bạn để tâm vì thấy mình không giống những người khác, bởi họ có những lời nói và hành động khiến tâm hồn bạn bị tổn thương lo lắng. Đó có thể là cấp trên của đồng nghiệp ở cơ quan, người yêu hay bạn đời, cha mẹ và con cái, bạn bè những mối quan hệ xã hội khác. Sự tồn tại của một người đặc biệt và quan điểm của họ khiến bạn phải mệt mỏi. Nếu cảm thấy mệt mỏi vượt quá sức chịu đựng của mình, có thể bạn và cuộc sống của bạn đang bị tác động bởi rất nhiều người chứ không chỉ một người. Giả sử không có sự tồn tại của người khác, không ai nói gì bạn, thậm chí bạn còn chẳng cần để tâm đến những lời nói đó, thì chưa chắc bạn cảm thấy phiền não. Tất nhiên, không thể vì thế mà bạn không để ý tới gia đình, bạn bè, những người xung quanh. Việc xóa bỏ những quan điểm của người khác ảnh hưởng tới bản thân là điều mà tất cả chúng ta, ai cũng có thể làm. Bạn nên sống theo quan điểm cá nhân, những chuẩn mực của riêng bạn. Chỉ khi bạn sống theo quan điểm của bản thân thay vì quan điểm của người khác, những lo âu của bạn sẽ mau chóng tan biến như chưa từng xuất hiện, và cuộc sống của bạn sẽ xoay quanh một chiều hướng mới, trở nên vui vẻ và thoải mái. Thay đổi suy nghĩ đã ăn sâu vào tiềm thức của mình suốt nhiều năm. Hiển nhiên không dễ dàng, nhưng nó còn hơn là chẳng làm gì cả. Bạn cần có thời gian để đối diện với chính mình, và việc này cũng không quá khó khăn. Sau khi đối diện với chính mình, bạn có thể thật sự thay đổi bản thân. Hay nói cách khác, bạn chỉ cần như vậy để thay đổi bản thân. Bạn không nên nhờ người khác an ủi nữa. Đó là hành động không tự mình đối mặt với phiền muộn mà dựa dẫm vào người khác để giải quyết. Vì vậy, nếu chỉ trông chờ vào một ai đó để chia sẻ, bạn sẽ không thể xử lý được triệt để gốc rễ của vấn đề.
ngược lại sẽ khiến vấn đề ngày một phức tạp hơn và bạn khổ sở hơn trước. Hãy từ bỏ thói quen muốn được người khác xoa dịu để thay đổi cách suy nghĩ của chính mình. Ngay lúc này, có những người đang rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn, chất đầy những nỗi niềm tâm sự. Nhưng chính họ lại có cơ hội thay đổi bản thân. Tại sao ư? Bởi vì con người càng đau khổ, càng dễ nảy sinh cảm giác muốn từ bỏ. Chính cảm giác muốn từ bỏ sẽ là phương thức tối ưu khiến họ bỏ đi lối sống cũ để sống theo cách của riêng mình. Tuy từ bỏ nghe có vẻ tiêu cực, nhưng nó không hoàn toàn mang chiều hướng xấu. Đó là một trải nghiệm hết sức bình thường và quan trọng để mỗi người tự thắp lên một ngọn nến trong tâm hồn mình. Tôi muốn sống một cuộc đời bình thường. Tôi muốn có người đó nghĩ về mình như thế này. Bằng cách từ bỏ lối sống theo ánh nhìn và đánh giá của người khác, bạn sẽ có thể thực sự thẳng thắn và đối mặt với những cảm xúc của bản thân mà bạn nên trân trọng. Những người thoát ra khỏi sự đánh giá của người khác đều có thể sống giấc mơ của đời mình, một cuộc sống lạc quan. Với tư cách chánh văn phòng của một công ty tư vấn tâm lý phi lợi nhuận, tôi chịu trách nhiệm chăm sóc tâm lý cho nạn nhân ở các vùng bị thiệt hại do trận đại địa chấn miền Đông Nhật Bản. Theo những gì tôi cảm nhận, những ai đổ lỗi cho những người khác về hoàn cảnh khó khăn của họ và luôn đề phòng mọi thứ xung quanh thì việc điều trị không thể triển khai dù chỉ một chút. Mặt khác, những người mang tâm lý chán nản lại có thể khỏi bệnh, không ngừng hướng về phía trước. Cuốn sách này mang đến cho bạn những cách để diệt trừ tận gốc mầm mống lo âu bằng phương pháp từ bỏ. Sự lo âu nảy sinh khi bạn để tâm đến việc người khác nghĩ gì về mình. Thêm vào đó, tôi sẽ gửi đến bạn 7 thói quen giúp bạn nói không với phiền muộn trong cuộc sống thường ngày. Thật lãng phí khi bạn để cuộc đời của mình phải trải qua những tháng ngày khổ sở chỉ vì cái nhìn, cách đánh giá, sự phán xét của người khác. Tôi mong rằng bạn sẽ thoát khỏi nỗi lo lắng ấy và vạch ra những mục tiêu cùng ước mơ mà bản thân thực sự muốn hướng tới. Quan điểm của người khác sẽ chỉ mang tới cho bạn sự băn khoăn, phiền muộn và ngày càng dồn ép bạn. Quan điểm của bản thân sẽ giúp bạn tự tin, thoải mái hơn và cổ vũ bạn bước tiếp. Tôi hy vọng bằng cách thay đổi suy nghĩ, tâm hồn bạn có thể trở nên nhẹ nhàng, thư thái và cuộc sống của bạn sẽ tươi sáng hơn. Đồng thời, tôi xin hứa với bạn rằng cuốn sách này sẽ giúp bạn nói lời tạm biệt với một cuộc sống bộn bề, âu lo. Chương 1. Kiếm tìm sự xoa dịu chỉ khiến bạn càng thêm tổn thương. 1. Nỗi buồn của tất cả mọi người bắt nguồn từ một người khác. Bạn mệt lả rồi đúng không? Để chúng tôi giúp bạn thư giãn. Có lần đang đứng đợi xe buýt một dịp đến thăm thành phố nọ, tôi bất chợt bị thu hút bởi những dòng chữ trên tấm biển quảng cáo. Hình như đó là quảng cáo cho một loại thiết bị bán tại siêu thị địa phương. Trên tấm biển quảng cáo là một bức tranh phong cảnh vô cùng yên bình. Một thiếu nữ nằm dài thư giãn bên hàng ngàn bông hoa ngát hương, với vẻ mặt vô cùng thoải mái. Khoảnh khắc nhìn thấy bức tranh, tôi chợt nhận ra là lâu nay mình chẳng thấy thanh thản chút nào. Tôi nảy ra ý định muốn tới chỗ kia để ai đó giúp tôi thả lỏng gân cốt, dù chỉ một chút thôi cũng được. Hai người phụ nữ khoảng 30 tuổi đứng chờ xe buýt ngay cạnh tôi, có vẻ cũng chú ý tới tấm biển quảng cáo này. Nghe hay phết vậy, mình cũng muốn được thư giãn. Ngày nào mình cũng bị stress, thật sự rất mệt mỏi. Cuộc nói chuyện nghe qua chẳng có điều gì bất thường, nhưng thật ra những lo lắng của họ dường như chẳng thể giải quyết được. Trước mắt họ là sự tồn tại của một bẫy rập lớn. Ảnh hưởng của sự xoa dịu đến mỗi người cũng gần giống như sự an ủi tạm thời. Hiểu được điều đó, ta sẽ thấy được hiệu quả thực sự của xoa dịu trong việc giúp thay đổi tâm trạng con người. Phần lớn những người luôn tìm kiếm sự an ủi từ ai đó đều mong muốn được giải thoát khỏi sự phiền muộn. Mỗi hy vọng, sự xoa dịu giống như một loại ma thuật giúp họ giải quyết tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng nếu muốn thay đổi tình trạng bế tắc của mình bằng cách đó thì họ phải mắc một sai lầm nghiêm trọng. Tôi làm việc ở Hiroshima với tư cách một nhà tâm lý học. Hiện tại tôi đã thành lập công ty tư nhân phi lợi nhuận. Nhưng trước đây tôi từng làm việc cho lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản. Tôi là chuyên viên tâm lý hiện trường đầu tiên của lực lượng phòng vệ mặt đất,
làm việc cho Bộ Quốc phòng. Suốt 5 năm, tôi trị liệu tâm lý cho những người binh sĩ phải chịu nhiều áp lực. Họ nhận thức được mối nguy hiểm đe dọa tính mạng mỗi ngày. Thực ra, trước khi học tâm lý và trở thành tư vấn viên, tôi từng là một người lính tự vệ vô cùng bình thường, phục vụ cho quân đội trong 8 năm kể từ khi tốt nghiệp cấp 3. Hơn nữa, tôi bị số phận khắc nghiệt đùa giỡn, trải qua bạo lực gia đình, mắc chứng trầm cảm, ly hôn và bị lừa. Đến khi nhận ra được điều đó thì tâm hồn đã chịu bao tổn thương và tan vỡ, không còn như thuở ban đầu. Có lẽ do bản thân từng trực tiếp trải nghiệm những điều ấy, nên trong khoảng thời gian làm việc tại quân đội, tôi khá gần gũi với những người lính. Trong lực lượng phòng vệ toàn quốc, tôi vô cùng tự hào khi lực lượng binh sĩ tín nhiệm luôn đạt top đầu và tỷ lệ thành công phục chức lên đến 90%, trở thành một phòng tư vấn, nơi phải xếp hàng mới có thể vào, với khoảng hơn 2.000 buổi trò chuyện, hội thảo. Ở vị trí này, tôi từng chứng kiến nhiều người mang trong mình những nỗi niềm khác nhau. Có những người tự nhiên cảm thấy khó chịu mà không biết nguyên nhân tại sao. Cũng có những người đang chìm trong đau khổ vì cuộc sống không như ý muốn. Tuy mức độ mỗi người khác nhau, nhưng nỗi phiền muộn của họ lại gần như tương đồng. Mọi người đều rắc rối trong những mối quan hệ xã hội, hay có thể nói mối quan hệ giữa bản thân và một người khác. Người này có thể là đồng nghiệp, cấp trên, người yêu hoặc bạn đời, thậm chí là cha mẹ hay người đã khuất. Hầu hết những vấn đề mọi người bận tâm đều bắt nguồn từ một người khác. Những người tìm đến tôi đều bị nỗi lo âu đeo bám và muốn nhanh chóng được giải thoát khỏi những đau khổ. Tuy nhiên, càng muốn được xoa dịu thì họ lại càng lún sâu vào nỗi đau khổ. Tôi từng chứng kiến điều này. Hai người phụ nữ đứng chờ xe buýt cùng tôi khi ấy có lẽ cũng vậy, dựa dẫm vào sự xoa dịu để thoát khỏi nỗi khổ tâm, và họ chọn cách đi tắm onsen hoặc tìm đến dịch vụ massage. Nếu muốn thay đổi tâm trạng và thư giãn thì điều này hoàn toàn tốt, nhưng nếu muốn giải quyết rắc rối hay thoát khỏi đau khổ thì đây không phải là phương án tối ưu. Tôi không khuyến khích bạn lựa chọn phương án này, càng muốn được an ủi thì bạn càng không đạt được điều đó. Phần 2. Khi mệt mỏi, đừng cố gắng tìm kiếm sự xoa dịu. Mỗi khi gặp một chuyện gì đó, chúng ta thường nỗ lực hết sức để tự mình giải quyết vấn đề. Có những người vượt qua được và tiếp tục tiến lên, nhưng cũng có những người vẫn dậm chân tại chỗ. Vấn đề không những không được giải quyết mà còn trở nên trầm trọng hơn. Điều gì tạo nên sự khác biệt? Hầu hết những người không giải quyết được vấn đề của mình đều mơ tưởng rằng sẽ có ai đó làm gì đó giúp họ. Kiểu như tiền sẽ rơi từ trên trời xuống, hay chỉ cần uống thuốc theo đơn thì sẽ khỏi bệnh. Tương tự như vậy, những khi buồn bã hay đau khổ, ta thường cầu cứu ai đó giúp mình loại bỏ nỗi đau bằng một thứ ma thuật mang tên xoa dịu. Nhưng tiếc thay, chẳng có gì gọi là ma thuật ở đây cả. Sự xoa dịu chỉ có thể giúp bạn thư thả trong thoáng chốc, chứ không có nghĩa sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề. Trên thực tế, không bệnh nhân nào từng đến khám ở chỗ tôi có thể hồi phục hay xóa bỏ nỗi lo âu chỉ dựa vào sự xoa dịu. Khi rơi vào cơn khủng hoảng, chúng ta thường có xu hướng coi sự xoa dịu như chiếc phao cứu sinh. Sự xoa dịu lúc đó dẫu sao cũng chỉ mang tính chất nhất thời, nên nỗi buồn sẽ không bao giờ tan biến. Khi ấy, khoảng cách giữa sự thanh thản chốc lát và nỗi khổ sở thực sự khiến ta mệt mỏi. Lạ thật, không thể thế này được. Rõ ràng mình đã được sự xoa dịu rồi mà. Và ta mong muốn được xoa dịu nhiều hơn nữa trong nỗi lo âu ngày càng lớn, rồi để mặc bản thân tiếp tục tổn thương. Đau khổ và mong muốn được xoa dịu là một vòng tuần hoàn vô tận. Nhiều mối bận tâm ấy đến bủa vây, rồi cố gắng tìm kiếm sự xoa dịu để giải tỏa stress. Sau đó chúng ta khủng hoảng vì không giải quyết được hiện thực. Cuối cùng, chúng ta sẽ phải tiếp tục mong muốn sự xoa dịu nhiều hơn. Mỗi khi bế tắc, ai chẳng thường muốn được an ủi. Thế nhưng điều đó không hề khiến vấn đề biến mất, mà lại đẩy chúng ta lấn sâu vào một mê trận. Thực ra cái ý định giải tỏa lo âu bằng cách xoa dịu lại là bẫy rập lớn nhất mà chúng ta sa phải. Hãy nhớ rằng, càng cảm thấy khổ sở, bạn càng không được tìm kiếm sự xoa dịu.
nếu vấn đề của bản thân vẫn chẳng thể giải quyết được, bạn sẽ chìm sâu vào đau khổ và thậm chí con đường đầy chông gai phía trước sẽ còn gập ghềnh trắc trở hơn so với hiện tại. Phần 3. Việc tâm sự chỉ khiến bạn lúc nào cũng tự trách bản thân. Panacea là một vị thần xuất hiện trong thần thoại Hy Lạp. Trong thần thoại La Mã, nàng được gọi với cái tên là Panacea, nữ thần chữa bệnh. Qua các tác phẩm nghệ thuật như thi ca và âm nhạc, nàng được biết với vai trò vị thần đại diện cho y thuật, một trong những người con gái của Asclepius, người được coi là biểu tượng của ngành y trong thần thoại Hy Lạp, con trai của thần mặt trời Apollo. Tên gọi Panacea mang ý nghĩa xoa dịu mọi thứ, chính là nguồn gốc của từ tiếng Anh Panacea, thần dược vạn năng. Thật ra, trong lịch sử, con người đã cho rằng sự xoa dịu tương đương với thần dược vạn năng. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy một điều đáng tiếc là liều thuốc đó không thể xoa dịu mọi loại bệnh tật. Nếu xoa dịu thực sự là thần dược vạn năng, thì có lẽ không ai phải nhận thêm bất cứ nỗi đau nào. Cũng không có ai tự khiến mình tổn thương nhiều hơn chỉ vì muốn được xoa dịu. Nếu xoa dịu đã không thể kéo người ta ra khỏi nỗi đau, thì ta có thể thay việc đó bằng tâm sự. Tuy nhiên, việc được lắng nghe cũng tiềm ẩn những hiểm nguy riêng. Khi gặp phải chuyện buồn hay vướng mắc về tâm lý, con người thường có nhu cầu được ai đó lắng nghe, mong muốn giải bày tâm sự, được thấu hiểu là điều hoàn toàn có thể lý giải. Thế nhưng, việc chia sẻ với người khác cũng chính là sự xoa dịu. Nó chỉ làm mối bận tâm tạm thời lắng xuống, khiến bạn yên lòng hơn trong thoáng chốc, mà chẳng thể giải quyết triệt để vấn đề lo lắng của bạn. Trên thực tế, tâm sự với ai đó không thể giải quyết được những vấn đề liên quan đến tiền bạc hay tình cảm. Có người tự trách bản thân vẫn chẳng giải quyết được vấn đề gì sau khi chia sẻ với người khác. Có người lại cho rằng một người vẫn chưa đủ để nghĩ hướng giải quyết, đành tiếp tục chia sẻ nỗi lo với người khác. Nhưng dù bạn tìm đến ai thì kết cục vẫn chỉ có một, bạn chỉ thấy nhẹ nhõm trong chốc lát, để rồi sau đó phải đối mặt với sự thật rằng vấn đề nên cần được giải quyết dù có chia sẻ với bao nhiêu người đi chăng nữa. Dần dần bạn sẽ lún sâu vào ý nghĩ mình là kẻ vô dụng, rồi tự trách bản thân. Bạn càng chia sẻ cho nhiều người thì nỗi lo lắng lại càng tăng. Bạn đang rất bối rối và muốn cố gắng thoát khỏi sự khổ sở ấy. Hiện thực có thể khiến bạn vô cùng sốc, nhưng chắc chắn bạn không phải là người duy nhất không biết sự thật. Nếu bạn vẫn thường xuyên tìm kiếm sự xoa dịu, thì tôi khuyên từ giờ bạn nên dừng lại. Là chuyên viên tư vấn tâm lý học, làm việc ở Bộ Quốc phòng, tôi có nhiệm vụ điều trị cho các binh sĩ, những người hàng ngày phải đối mặt với áp lực từ việc tính mạng bị đe dọa. Tỷ lệ tự tử ở lực lượng phòng vệ khá cao, theo như công bố của Bộ Lao động và Phúc lợi, tỷ lệ đó gấp khoảng 1,5 lần so với người dân bình thường nói chung. Do công việc đặc thù khác với những ngành nghề thông thường, luôn phải đối mặt với nhiều hiểm nguy, nên họ có những nỗi lo rất riêng. Ngoài ra, là một trong số ít các nhân viên tư vấn hậu thảm họa ở Nhật, tôi cũng có nhiệm vụ chăm sóc tâm lý cho những nạn nhân của trận đại địa chấn ở miền đông Nhật Bản và vụ sạt lở đất quy mô lớn tại Hiroshima vào năm 2014. Đặc biệt là những người bị thương hoặc mắc chứng rối loạn stress sau sang chấn. Sau nhiều lần tiếp xúc với những nạn nhân rơi vào hoàn cảnh không thể tự mình làm bất cứ việc gì, tôi có thể khẳng định một điều: những người mong muốn được an ủi thì tình trạng chuyển biến xấu. Trong khi đó, những người kiên quyết tự dựa vào bản thân để vượt qua nỗi đau thì khả năng hồi phục lại khá hơn. Sau khi thành lập công ty tư vấn tâm lý phi lợi nhuận và mở website chính thức, tôi nhận được rất nhiều mail xoay quanh các vấn đề thường gặp trong cuộc sống. Một email gửi đến tôi có nội dung như sau: tôi đang ngoại tình, tôi đã bỏ bê con cái, nhưng bởi vì tôi bị chồng bạo hành nên mới thành ra như vậy. Việc tôi làm là đúng phải không? Người phụ nữ ấy có lẽ mong nhận được sự đồng tình từ tôi kiểu như: vậy hả? Thật khổ cho cô, cô không làm điều gì sai cả. Hẳn cô ấy đã muốn tôi đáp lại như vậy, nhưng tôi không đơn giản đồng ý với cô. Dù cho có khó khăn thế nào cũng phải vượt qua và tiến lên phía trước, đối diện với người đó bằng sự chân thành,
vậy mới là phương châm sống của tôi. Nếu bây giờ cô buông thả bản thân thì cả đời cô sẽ khổ. Cô nên suy nghĩ đến việc tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Tôi đã trả lời lại như thế. Tôi đã nghĩ một cách nghiêm túc. Nếu kiên trì hướng về tương lai, cô ấy sẽ làm gì để chạm tới hạnh phúc? Thật không may, sau lần đó tôi đã mất liên lạc với cô ấy. Sau này tôi nghe đâu đó nói rằng cô ấy đã tự mình giải quyết tận gốc vấn đề. Phần 4. Ba lý do khiến người lính phòng vệ không thể thoát khỏi muộn phiền. Xin phép cho tôi được kể câu chuyện của chính bản thân mình. Ngay từ lúc còn nhỏ, tôi đã ý thức được những khó khăn trong cuộc sống. Bố mẹ tôi lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương. Vậy nên họ đều nghĩ rằng khi sinh con ra nhất định phải dành thật nhiều tình cảm cho con. Vì thế tôi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Tuy nhiên, yêu thương đó chỉ tồn tại khi bố tôi còn chưa nghiện rượu. Ông nghiện rượu nặng. Mỗi khi uống rượu vào, ông trở thành một người hoàn toàn khác. Thường xuyên nổi giận và chĩa dao vào mẹ con tôi. Mẹ tôi vốn yếu ớt, bà đã phải liên tục nhập viện rồi xuất viện không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng tình trạng đó của bố tôi. Cho đến khi tôi tốt nghiệp cấp 2, mẹ tôi đã nhiều lần tự tử nhưng không thành. Tôi được bố mẹ yêu thương hết mực, nhưng cũng là đối tượng để họ trút giận mỗi khi có chuyện gì đó xảy ra. Từ khi bắt đầu hiểu cuộc đời, tôi dần hoài nghi liệu mình có thật sự được yêu thương hay không. Suy nghĩ ấy đày đọa tôi, khiến tôi tự dựng lên một bức tường ngăn cách mình với cuộc sống. Ngày đó, tôi ngại giao tiếp với mọi người, đến trường thì bị bạn học bắt nạt, về nhà lại lo lắng bất an. Đặc biệt, sau khi tôi bắt đầu vào cấp 3, bố tôi ngày càng sử dụng bạo lực với gia đình, thậm chí còn đe dọa đến tính mạng mẹ con tôi, khiến tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà này. Và rồi, ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi nhập ngũ, gia nhập lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản. Lực lượng phòng vệ là một nơi đặc biệt, đòi hỏi người ta phải mạnh mẽ để thích ứng được với nơi này. Nhiều người vẫn không thể chống đỡ dù có mạnh mẽ đến thế nào. Lý do khiến họ khổ tâm có thể chia ba nguyên nhân lớn: đánh mất cảm nhận về sự thành công, đánh mất bản thân, cuộc sống ở ký túc xá. Vào ngày nhập ngũ, chúng tôi đều phải tuyên thệ: chúng tôi xin hứa sẽ không ngại dấn thân vào hiểm nguy, cố hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ, không phụ sự tín nhiệm của toàn dân. Nói tóm lại, nếu không có gan hy sinh thì bạn không thể trở thành lính phòng vệ, bởi họ luôn phải ý thức được nguy cơ cái chết đến với mình bất cứ lúc nào. Nhưng thật ra, nếu nói rằng ngày nào họ cũng phải đối mặt với cái chết thì không đúng. Thực tế, hàng ngày họ phải tập luyện đều và hầu như không trực tiếp giáp mặt kẻ thù. Lý do thứ nhất, khi nhập ngũ, những người lính đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cái chết. Đây là một công việc không tạo ra thành phẩm cụ thể trước mắt, họ cũng không có mục tiêu rõ ràng, và có chăng kết quả đạt được cũng chỉ mang tính trừu tượng. Vì vậy, điều này khiến họ khó cảm giác mình thành công sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Lý do thứ hai, có thể nói lực lượng phòng vệ đều là những cỗ máy. Họ phải chấp hành mọi mệnh lệnh từ cấp trên. Nếu cấp trên ra lệnh bên phải, quay, thì những người quay sang phải ngay lập tức mà không cần suy nghĩ sẽ là thành viên ưu tú. Sau khi nhận được mệnh lệnh, họ phải phát huy tối đa sức mạnh của toàn đội. Vì thế những thắc mắc kiểu như có nên quay phải ở đây không, hay nảy ra sáng kiến còn có cách khác tốt hơn việc quay phải mà, sẽ bị coi là thừa thãi, không cần thiết. Họ không có cơ hội thể hiện giá trị quan hay khẳng định bản thân, hay nói đúng hơn, họ đánh mất bản thân. Mỗi người lính phải là một bánh răng, mà điều quan trọng nhất là họ có thể trở thành một bánh răng hay không. Lý do thứ ba, cuộc sống sinh hoạt trong ký túc xá của binh lính khác với cuộc sống thường ngày của người bình thường. Sau khi kết thúc giờ làm, mọi người có thể rời khỏi công ty, trở về nhà, nhưng những binh lính lại không thể. Đời sống và công việc của họ gần nhau đến mức dường như trở thành một. Mọi cấp trên khó tính chắc chắn sẽ không thể dễ dàng tách bạch hai thứ đó được. Thông thường họ phải trải qua 24 giờ đồng hồ với những binh sĩ khác trong không gian chật hẹp. Điều này dẫn đến việc
họ rất dễ tích tụ áp lực từ các mối quan hệ. Có thể nói, phần lớn nhất phiền muộn đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người. Hoàn cảnh đưa đẩy khiến nỗi buồn trong họ mãi không thể biến mất. Thú thật, tôi từng mắc bệnh trầm cảm. Người chỉ huy luôn giúp đỡ tôi đã tự sát, để ngăn tôi không đi theo vết xe đổ. Cấp trên bắt tôi phải nhập viện ở trong phòng bệnh biệt lập của khoa tâm lý, nơi có rất nhiều bệnh nhân giống như tôi. Họ rất dễ bị tổn thương, luôn phải nhìn sắc mặt người khác để sống. Hơn nữa, tâm hồn họ dường như cũng đang vỡ vụn. Tôi muốn cứu những người như thế, và đó là động lực để tôi bắt đầu tiếp tục với tâm lý học. Sau khi hết nhiệm kỳ, tôi đã rời khỏi lực lượng phòng vệ, nơi làm việc bán thời gian, vừa học vừa lấy bằng tốt nghiệp ở Đại học Hochu, sau đó tiếp tục học cao học tại Tokushima, cuối cùng chính thức trở thành một nhà tâm lý học lâm sàng. Tiếp đến, tôi trở lại lực lượng phòng vệ với tư cách một chuyên viên tư vấn tâm lý. Có thời điểm, lực lượng phòng vệ tiếp chuyện hơn 2.000 ca một năm, có lẽ bởi tôi đã có kinh nghiệm với người từng trải. Thêm vào đó, không giống những tư vấn viên khác, tôi thường bị nhận xét là hay quát mắng bệnh nhân. Thông thường, tôi không chỉ nhìn vào tương lai của người bệnh mà còn cố gắng để tâm đến hạnh phúc của họ. Vì vậy, tôi không đồng tình với họ theo cách đơn giản hay nói những câu êm tai. Đây là việc dựa dẫm vào người khác. Xin hãy tự mình suy nghĩ đi. Nếu anh làm vậy, thì xin mời anh rời khỏi đây. Trách cứ bệnh nhân như vậy, chắc chỉ có mình tôi. Tuy đôi lúc tôi nói năng hơi nặng lời, nhưng cũng chỉ vì tôi muốn họ đối mặt với bản thân để giải quyết vấn đề. Nếu trong vai trò một tư vấn viên mà tôi lại giúp họ xoa dịu, thì phiền muộn của họ sẽ không bao giờ có thể biến mất. Những người tìm đến tôi có lẽ trong thâm tâm cũng hiểu được điều này, nên phòng khám của tôi mới mang danh phải xếp hàng mới có thể vào. Phần 5. Bác sĩ và tư vấn viên cũng không thể điều trị tận gốc. Khi gặp vướng mắc về tinh thần và rơi vào tình thế không chống đỡ nổi, tới mức cần tìm đến sự tư vấn từ chuyên gia, liệu bạn sẽ chọn ai? Bác sĩ tâm lý, nhà tư vấn trị liệu, chuyên viên tư vấn tâm lý, nhà tâm lý học lâm sàng? Mặc dù những vị trí đều giải quyết được vấn đề về tâm lý, nhưng cách điều trị lại khác nhau và rất nhiều người không hề biết điều đó. Tôi xin phép giải thích một cách đơn giản những điểm khác biệt như sau. Bác sĩ tâm lý có thể can thiệp y tế để trị liệu. Bác sĩ là người học y và đã vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề bác sĩ. Ngoài ra, khi xác nhận người bệnh có những triệu chứng tâm lý, bác sĩ sẽ chẩn đoán và chỉ họ mới được phép can thiệp y tế như xét nghiệm hay kê thuốc đơn. Bác sĩ chủ yếu điều trị những triệu chứng rối loạn tâm lý, biểu hiện ở mức độ cao như chứng trầm cảm hoặc bệnh tâm thần phân liệt. Tuy nhiên, do thời gian khám bệnh thường bị giới hạn, nên nhiều lúc bệnh nhân chỉ có thể chạm mặt bác sĩ dưới 10 phút. Thời gian đó chỉ đủ để họ chẩn đoán bệnh và rất khó có thể tâm sự với bệnh nhân. Một bác sĩ cho hay, chúng tôi không thể lắng nghe câu chuyện của họ, nên không thể an ủi họ. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm là giúp họ tỉnh táo, tạm thời giảm nhẹ triệu chứng lo âu mất ngủ của họ bằng các loại thuốc. Nhà tâm lý học trị liệu. Nhà tâm lý học trị liệu cũng là bác sĩ và phải có giấy phép hành nghề, đồng thời cũng có thể thực hiện can thiệp y tế. Điểm khiến họ khác với bác sĩ là lĩnh vực điều trị. Khi bạn stress đến mức biểu hiện ra ngoài cơ thể, nhà tâm lý trị liệu sẽ điều trị cho bạn. Các triệu chứng đó có thể là tăng huyết áp, mạch đập nhanh, tiêu chảy và đau bụng liên tục, hen suyễn v.v. Nếu bạn đã khám nội khoa, làm rất nhiều xét nghiệm và không phát hiện ra điều gì bất thường, nhưng bệnh vẫn tái diễn, thì hãy tìm đến một nhà tâm lý trị liệu. Tóm lại, nhà tâm lý trị liệu là người giúp bạn điều trị cơ thể do ảnh hưởng từ tâm lý thay vì điều trị tâm lý cho bạn. Chuyên viên tư vấn tâm lý. Chuyên viên tư vấn tâm lý hoạt động theo kiểu tư nhân. Khác với bác sĩ tâm lý và nhà tâm lý trị liệu, họ không thể sử dụng biện pháp can thiệp y tế. Tuy nhiên, lại có đủ thời gian để lắng nghe câu chuyện của bạn một cách kỹ càng. Lắng nghe có nghĩa là căng hai tai lên, nghe một cách chăm chú câu chuyện của đối phương. Bằng cách đó, họ có thể giúp người bệnh có thêm động lực tự đứng lên trên đôi chân của mình.
Còn nhà tâm lý học lâm sàng, nhà tâm lý học lâm sàng cũng không thể thực hiện can thiệp y tế, và đương nhiên họ càng không thể chỉ định bệnh nhân dùng thuốc. Điểm đặc trưng trong nhiệm vụ của nhà tâm lý học lâm sàng là những bài kiểm tra trí não hay tính cách. Nhà tâm lý học lâm sàng không cần tốt nghiệp cao học, cũng không cần phải có giấy chứng chỉ hành nghề. Họ làm việc với tư cách cá nhân. Mặc dù được đào tạo về tâm lý học, nhưng không có nhiều người học chuyên sâu về cách lắng nghe như chuyên viên tư vấn tâm lý. Tuy có thể chẩn đoán bệnh nhờ những bài kiểm tra, nhưng nhà tâm lý học lâm sàng vẫn sẽ khuyên bệnh nhân đến bệnh viện gặp bác sĩ tâm lý để trị liệu. Ngoài ra, các kết quả kiểm tra cho nhà tâm lý học lâm sàng đưa ra thường mang tính một chiều. Đó là những điểm khác nhau giữa bác sĩ tâm lý, nhà tâm lý trị liệu, chuyên viên tư vấn tâm lý và nhà tâm lý học lâm sàng. Tuy nhiên, biện pháp xử lý nào cũng chỉ mang tính tạm thời. Bác sĩ tâm lý chẩn đoán và kê đơn chỉ tạm thời làm nhẹ triệu chứng. Nhà trị liệu tâm lý điều trị những bất ổn của tinh thần và cơ thể, nhưng bệnh nhân thường phải ngoại trú. Chuyên viên tư vấn tâm lý sẽ lắng nghe tâm sự của bạn, nhưng đến cuối cùng họ cũng chỉ cổ vũ bạn đứng lên. Nhà tâm lý học lâm sàng có thể khiến bạn mệt mỏi hơn bởi những bài kiểm tra mang tính phiến diện. Mặc dù sử dụng nhiều phương thức khác nhau, nhưng họ đều không thể điều trị tận gốc. Không phải bạn cứ đến khoa tâm lý, người ta sẽ lắng nghe bạn tâm sự hay chỉ cho bạn cách giải quyết vấn đề. Chuyên viên tư vấn tâm lý sẽ không đưa ra cho bạn phương pháp cụ thể nào cả. Chính các chuyên gia cũng có những hạn chế nhất định. Vì vậy, không ai có thể giải quyết nỗi phiền muộn của bạn một cách triệt để. Phần 6. Ngừng cố gắng. Tại sao bạn không làm được? Người ta thường nói rằng không được nói cố lên với những người bị trầm cảm, bởi họ đã cố gắng hết sức rồi. Trước đây, bản thân tôi từng mắc phải căn bệnh này. Hơn nữa, tôi cũng từng tiếp xúc với nhiều người bệnh. Vì thế, tôi không hoàn toàn đồng ý với ý kiến trên. Thế nhưng trong thực tế, tôi nghĩ rằng những người gặp vấn đề về tâm lý, ví dụ như người mắc chứng trầm cảm, đã nỗ lực quá nhiều. Những người biết dừng lại đúng chỗ có thể giải quyết vấn đề trước khi ngày càng cảm thấy nặng nề hơn. Thế nên, khi cảm thấy lo âu, khổ sở, đau đớn tới mức khó sống nổi, tôi mong trước hết bạn đừng cố gắng quá sức. Tuy nhiên, trên thực tế, bạn mãi không thể ngừng cố gắng được, bởi đó là điều khó khăn. Những nạn nhân trong vụ sạt lở đất quy mô lớn tại Hiroshima vào năm 2014 bị thiệt hại rất nhiều, nhưng họ luôn cố gắng hỗ trợ những người cùng cảnh ngộ để tìm ra nơi mình thuộc về. Họ vì người khác mà nỗ lực đến mức quên mình, nhưng trong lúc đó họ lại quên mất sự chăm sóc bản thân. Cũng sao nhãng việc dạy dỗ con cái, điều đó dần dần khiến họ lâm vào tình trạng kiệt sức. Khi đó, biện pháp hữu hiệu nhất là tạm dừng công việc tình nguyện lại và tập trung dành hết thời gian cho bản thân, hoặc đơn giản là không làm gì cả. Nếu đến việc tự giúp đỡ chính mình bạn cũng không làm được, thì đừng mong có thể giúp đỡ người khác. Tôi xin lấy một ví dụ khác. Có một người rất giỏi giang, nhưng dù làm gì đi chăng nữa, anh ấy cũng không thể tự khẳng định bản thân. Anh thường nghĩ rằng mình đúng là một kẻ vô dụng, và tự nhét vào đầu mình những suy nghĩ mình vô dụng như thế thì càng phải cố gắng hơn nữa. Và rồi, dù cho người đó có nỗ lực đến mức nào, anh vẫn cảm thấy chưa đủ. Đây cũng là một người không thể ngừng cố gắng. Anh không thể kéo mình thoát khỏi suy nghĩ phải nỗ lực. Sau khi trò chuyện với họ, tôi đã nhận ra một điều. Những người có xu hướng không từ bỏ thường có một điểm chung: từ nhỏ, họ rất ít khi được người khác khen ngợi. Nhờ hiểu được những giá trị của bản thân, kể cả điểm mạnh lẫn điểm yếu, con người có những phương thức riêng để khẳng định ý nghĩa sự tồn tại của bản thân. Đó là sự tự nhận thức cá nhân. Tuy nhiên, đa số những người hồi nhỏ hiếm khi được khen ngợi đều không giỏi tự nhận thức cá nhân. Khi lớn lên, họ vẫn không thể thừa nhận bản thân và cho rằng mình không có bất cứ giá trị nào. Vì chỉ đạt được 90 điểm trong bài kiểm tra nên chẳng ai khen. Nếu muốn được công nhận thì không có cách nào khác, mình phải đạt 100 điểm. Vậy nên, nếu không được điểm tuyệt đối, họ cảm thấy bản thân thật vô dụng. Đã vậy mà còn không chịu cố gắng nữa thì suy nghĩ ấy chi phối họ tận lúc đã trưởng thành.
những người có khả năng tự nhận thức cá nhân thấp, không thể chấp nhận chính mình và có xu hướng phải khiến người khác thừa nhận mình bằng mọi giá, để từ đó họ tìm ra giá trị của bản thân. Họ cố gắng đạt điểm cao trong kỳ thi, đạt thành tích tốt trong công việc, hay trở thành người vô cùng hòa nhã và tốt bụng để được người khác khen ngợi. Kết quả là họ tự đè ép mình bằng hàng tá công việc lớn nhỏ. Đến khi thân thể rệu rã lên tiếng, họ vẫn cố gắng không ngừng, vẫn đảm nhiệm với bề mặt, ổn thôi mà. Cố gắng quá mức như vậy thực sự không cần thiết, nó chỉ khiến họ kiệt sức mà thôi. Họ càng cố gắng thì càng khiến bản thân mắc kẹt sâu hơn. Khi có những vấn đề không giải quyết được, bạn nên tạm thời giữ khoảng cách với chúng. Nếu cách làm này không thể cho bạn câu trả lời, thì dù có tiếp tục tự áp lực cho bản thân, cũng chẳng ích gì. Điều này đòi hỏi bạn phải có lòng dũng cảm. Nhưng việc bạn cần làm là tránh vấn đề đó ra để tìm kiếm một phương thức giải quyết khác. Hãy thử ngăn chặn mọi cảm xúc và hoàn cảnh khiến bạn phải chịu đựng suốt một thời gian dài. Thay đổi môi trường xung quanh, tạo không gian giúp bạn trở nên thoải mái. Ngừng cố gắng là điều mà những người đã luôn cố gắng cần phải làm. Phần 7. Từ bỏ lối sống theo quan điểm của người khác. Ngừng cố gắng và tìm kiếm sự xoa dịu là hai khái niệm hoàn toàn tách biệt. Ngừng cố gắng là hành động mang tính tự chủ và do bạn quyết định. Tìm đến sự xoa dịu là chờ mong ai đó giúp bạn thay đổi tình hình, một kiểu suy nghĩ nhờ vả vào người khác. Trong khi đó, nguyên nhân sâu xa khiến bạn đau khổ, mệt mỏi bắt nguồn từ việc bạn để tâm tới người khác đánh giá mình như thế nào. Phần lớn những lo âu nằm trong các mối quan hệ với một người khác, hoặc phát sinh từ cách nhìn nhận và đánh giá của người khác dành cho bạn. Thế nên, để giải quyết dứt khoát nỗi phiền buồn của mình, bạn cần thoát khỏi đánh giá của người khác và thẳng thắn đối mặt với chính mình. Khi mắc kẹt trong sự tuyệt vọng, bạn sẽ vô thức đi cầu cứu người khác và hy vọng họ sẽ giúp mình. Nhưng bạn không thể xóa bỏ được ưu phiền trừ khi bạn từ bỏ cách sống theo chuẩn mực của người khác. Thực ra, tôi từng là một người trong số đó. Hồi còn trong lực lượng phòng vệ, tôi từng mắc chứng trầm cảm và bị buộc phải nhập viện ở trong một phòng bệnh biệt lập thuộc khoa tâm lý. Trước đó, tôi bị chồng cũ bạo hành, chịu nhiều tổn thương. Anh ta vẫn tiếp tục bạo hành tôi sau khi tôi xuất viện và nghỉ việc ở lực lượng phòng vệ lúc hết nhiệm kỳ. Vì vậy, tôi nghĩ rằng mình nhất định phải chạy thoát khỏi đây. Thế nên tôi tìm một công việc và dọn ra khỏi nhà. Sau khi cuộc sống ổn định một thời gian, tôi lại bắt đầu cảm thấy cô đơn. Không lâu sau khi tôi nộp đơn ly hôn, một anh chàng vừa đẹp trai cao ráo, lại vừa trẻ trung, đánh tiếng với tôi. Anh là người đàn ông thành đạt, tiếp quản công ty của gia đình. Anh thường xuyên đưa tôi đi ăn những món ngon, những buổi hẹn hò đầy mê đắm, cho tôi những giấc mơ ngọt ngào hạnh phúc. Một ngày nọ, anh ta nói với tôi: bố mẹ anh bị bệnh ung thư, phí trị liệu rất đắt, phải cần đến vài triệu yên. Nhưng việc kinh doanh của công ty thì không được thuận lợi cho lắm. Anh biết không nên làm thế này, nhưng em có thể giúp anh vay tiền được không? Tôi lập tức tin tưởng mà không nghi ngờ gì. Tôi đi vay tiền và đưa tận tay anh. Sau đó, anh ta lấy lý do phải lo cho tương lai cả hai đứa nên cứ khất lần và mãi không chịu trả lại tiền. Giờ nghĩ lại, những lời anh ta nói toàn những điều đáng ngờ. Câu chuyện này thật giống với diễn biến kịch bản trong mấy bộ phim truyền hình rẻ tiền. Giờ đây hễ cứ nhớ đến, tôi lại thấy hối hận. Tại sao khi ấy tôi không thể nhận ra là hắn là tên lừa đảo bậc thầy. Ngoài tôi ra, cũng có người phụ nữ khác bị lừa. Cô ấy thậm chí còn mang thai. Công ty của gia đình anh mà anh nói đã phá sản, và điều tệ hơn, anh còn trở thành nghi phạm trong một vụ án. Chỉ vì cô đơn mà tôi tìm đến niềm an ủi, rồi hoàn toàn phụ thuộc vào anh ta, đến mức không cách nào nhận ra bản chất sự thật của đối phương. Sống dựa dẫm vào anh ta không những không khiến tôi thoát khỏi cảnh cô đơn, mà còn đẩy tôi vào tình trạng tồi tệ hơn. Sự xoa dịu cũng tương tự như ma túy. Bạn càng mong đợi được xoa dịu, vấn đề càng khó giải quyết. Không chỉ vậy, điều đó còn khiến nỗi phiền muộn hằn sâu hơn, đẩy bạn rơi vào một rắc rối sẽ khiến bạn hối hận suốt phần đời còn lại.
Phần 8, không thay đổi cũng chẳng sao, là một nhận định hoàn toàn sai lầm. Một chuyên viên tư vấn sẽ cẩn thận lắng nghe và tiếp nhận câu chuyện của người bệnh mà không phủ nhận điều gì cả. Nhưng trong một phương pháp tiếp nhận, đó là tiếp thu nguyên văn những câu nói mà người bệnh nói ra, tức là lặp lại từng câu chữ của người bệnh. Nếu bệnh nhân nói rằng nhà tôi đang xảy ra chuyện, hãy giúp tôi, thì họ sẽ trả lời: nhà bạn đang xảy ra chuyện à? Bạn muốn tôi giúp bạn phải không? Đây là một kỹ thuật chuẩn để tiếp nhận trường hợp của người bệnh. Họ sẽ không hỏi: vậy bạn muốn làm gì? Nếu nói một cách cực đoan, thì khi bạn bảo tôi muốn đi vệ sinh, chuyên viên tư vấn sẽ không đáp gì khác ngoài việc: bạn muốn đi vệ sinh đúng không? Họ sẽ không chỉ đường bạn đến nhà vệ sinh, cũng không dạy bạn cách làm thế nào để giải quyết vấn đề buồn đi vệ sinh. Chuyên viên tư vấn sẽ chấp nhận mọi thứ như nó vốn có mà không phủ định lại. Họ thừa nhận việc hiện trạng của bệnh nhân và cho phép bạn cứ thế này là được rồi, không cần bạn phải thay đổi bất cứ điều gì. Tuy nhiên, từ những kinh nghiệm của tôi, không có chuyện người bệnh dù làm bất cứ việc gì cũng phải được cho phép. Để có thể giải quyết tận gốc vấn đề, bạn cần thoát khỏi việc bị ảnh hưởng từ đánh giá của người khác và thẳng thắn đối mặt với bản thân. Tuy nhiên, trong điều kiện hoàn toàn được cho phép, nhiều người vẫn không thể đối diện với chính mình, càng không chịu chấp nhận bản thân. Do đó, tình hình không thể tiến triển, bạn cũng chẳng thể giải quyết vấn đề. Nếu thấy tình huống của mình không thuận lợi, có thể bạn sẽ đổ lỗi cho tư vấn viên, tiêu chuẩn của người khác rằng: nhà tư vấn đã nói không cần phải thay đổi gì cả, cứ như thế này là ổn rồi mà. Những người mong muốn được xoa dịu không thể tự chấp nhận chính mình vì họ không chịu đối diện với bản thân. Nếu vững vàng đối diện với bản thân và có thể xác định rõ ràng mình muốn làm gì, muốn trở nên như thế nào, thì bạn sẽ tiến được thêm một bước trong việc giải quyết vấn đề. Ngược lại, nếu nói không thay đổi cũng không sao, thì chẳng khác nào bỏ mặc vấn đề nằm lại đó. Hãy nhớ rằng, việc nói với một người luôn cố gắng thay đổi, bạn cứ như thế này là ổn rồi, chưa chắc là một ý tưởng hay. Việc thay đổi thực tại chắc chắn cần trải qua một quá trình gian khổ. Không cần thay đổi gì đâu, có lẽ là sự xoa dịu cuối cùng khiến bạn cảm thấy yên lòng. Để thay đổi thực trạng, chắc chắn bạn phải trải qua một quá trình gian khổ. Tuy nhiên, nếu hiện tại bạn đang vô cùng đau khổ và buồn phiền, bạn nhất định phải thay đổi. Bạn cần dũng cảm phớt lờ những lời an ủi êm tai. Phần 9, hãy nhận ra rằng bạn đang sống theo quan điểm của người khác. Nếu bạn không thay đổi bản thân, muộn phiền vẫn sẽ bám theo bạn. Tất nhiên, dù bạn không thể thay đổi, cũng chẳng trách móc ai hay kết tội bạn cả. Cơ thể con người có phản ứng như sau. Nếu bạn phải làm việc quá sức nhưng lại cố tình lờ đi, hệ thống miễn dịch và khả năng suy nghĩ của bạn sẽ đồng thời suy giảm. Đến lúc đó, công việc đang xuôi chèo mát mái sẽ trở nên trắc trở. Bạn cũng không thể nào nảy ra được những ý tưởng sáng tạo nữa. Một người sẽ có khuynh hướng tự sát nếu tình trạng trên tiếp tục tăng cao đến mức cực hạn. Quan tâm tới ánh mắt người khác, sống theo tiêu chuẩn của họ thay vì của mình, có nghĩa là sống theo quan điểm của người khác. Nếu một người bị quan điểm của người khác ảnh hưởng quá nhiều, thì sẽ không quen sống theo cách riêng của mình. Do đó, họ khó có thể đối diện với bản thân. Vì vậy, họ không thể khẳng định mình và quanh quẩn với suy nghĩ mình là kẻ vô giá trị. Điều đó càng khiến mình mong muốn có được người khác công nhận, được người khác đánh giá trở nên lớn hơn bao giờ hết. Những người có khả năng tự nhận thức bản thân thấp và những người chỉ trông chờ vào người khác đều sống theo quan điểm của người khác. Bạn cần tự nhìn lại bản thân mình xem có đang quá quan tâm đến đánh giá của người khác hay không. Sau đó, hãy tự giải phóng chính mình. Nguyên nhân đều bắt nguồn từ việc bạn để ý đến ánh nhìn của người khác và sống phụ thuộc vào nó. Bạn suy nghĩ và hành động theo cách nghĩ: mình muốn được người khác nhìn nhận như thế nào nhỉ? Nếu ở vị trí của mình, người đó sẽ nghĩ thế này hả? Hơn nữa, vì nỗi phiền muộn của bạn phát sinh từ đánh giá và tiêu chuẩn của người khác, nên vấn đề sẽ không được giải quyết nếu bạn không thể thoát khỏi lời nói
và ánh mắt của người ấy. Trước hết, hãy thừa nhận bản thân đang sống theo quan điểm của người khác. Có người nói rằng tôi không quá để tâm đến việc người khác nghĩ thế nào về mình đâu. Nhưng thực chất, họ vẫn quan tâm đến cái nhìn từ người khác. Vì vậy, họ không thể thoát khỏi tâm trạng buồn bã. Những mẹo nhỏ để giúp bạn xóa bỏ lo âu sẽ được giới thiệu ở chương 2. Các bạn vừa lắng nghe xong phần 1 của quyển sách Mặc kệ thiên hạ sống như người giận. Các bạn đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc của chương trình vào lúc 21 giờ thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần nha. Nhớ để lại cho Công Nghĩa một nút like và một comment để tụi mình có thể biết được những góp ý của các bạn và làm những số phát sóng tiếp theo tốt hơn nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.